Hôm nay bên mình có một chiếc máy sới đất Guta T180 gửi cho bác khách ở tận trong Vĩnh Long. Các bạn có thể thấy được T180 thì hiện tại đang rất là hiếm, nó không sẵn trên thị trường. Đối với những cái dòng máy mà đuôi sau có thể tạt luống như kiểu T160, T155 và T180 thì gần như thật sự với quý vị các bạn luôn là rất hiếm ở thời điểm hiện tại. Do hàng hóa tầm này những cái hàng bãi nó không về được. Và đối với những chiếc máy máy mới ấy, mà có công dụng như công dụng hiệu quả như T180 và T160 gần như là không có và chỉ có hàng Nhật bãi thôi. Và Guta T180 trước này bên mình chuyển đi cho khách rất là đẹp. Tình trạng thì mình cũng đã quay cho các bạn ở một số cái video trước rồi, hôm nay quay lại cho các bạn xem và quay cho khách xem bên mình đóng gói cẩn thận như nào trước khi gửi đi. Hôm nay là thuộc hệ Super Goody nhé các bạn này, nhìn này, Super Goody. Dòng này đuôi sau có thể tháo rời, các bạn có thể tận dụng làm phay nhảy cũng được, dễ dàng tháo hộp xích chuyển động ra phần đuôi sau là các bạn có thể sử dụng rồi. Lốp size lớn, lốp này size của nó phải rơi vào tầm 400 này các bạn nhé, lốp size lớn, động cơ lớn. Động cơ những dòng T160 thì động cơ nó chỉ là GH170 thôi, còn dòng này động cơ T180 động cơ của nó sẽ là GH250. Động cơ này công suất của nó đã rơi vào tầm 8.0 HP rồi. Đối với những chiếc máy T180 như thế này thì yêu cầu đòi hỏi các bạn phải có diện tích rộng, bởi vì đối với những chiếc máy này nó khá là nặng và cồng kềnh, thể trạng của chúng ta nếu mà bé quá hoặc thấp quá sử dụng sẽ khá là vất vả ở trong những cái địa hình nó hẹp. Nên là cái máy này nó sẽ hiệu quả phát huy được tối đa nhất ở những địa hình rộng. Các bạn sử dụng ở những cái địa hình rộng ấy thì rất là hợp lý luôn, và chúng ta gần như không phải thao tác, không phải động chạm gì nhiều. Còn đối với những cái địa hình hẹp các bạn sẽ phải thao tác liên tục, đảo đầu đảo chiều liên tục luôn, chính vì vậy thì nó sẽ không hiệu quả. Đây, dòng này thì cơ cấu số của nó có hai tầng số luôn, tầng số chậm và tầng số nhanh. Super Goody T180 em này thì tình trạng rất là mới nha các bạn nhé, rất là mới. Bên mình chuẩn bị đóng nốt phần bảo vệ phần đầu máy, đóng lên ba lét, cuốn chặt tràng dây thép, sau đó bắt đầu mới chuyển đi. Đây các bạn để thấy được phần hộp số bánh răng chuyển động, phần phay sau này rất đẹp luôn. Đây, trục này, phần phay sới này, răng rất là dài nhá. Và anh em có thể thấy luôn kể cả phần trục phay của nó này vẫn còn rất là đẹp, răng phay dài. Rồi, show cho các bạn xem. Rồi nếu anh em mà có nhu cầu về những chiếc máy sới đất như thế này thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Bên mình có rất là đa dạng những cái mẫu máy sới, phay sau, Honda, Kubota, Isaki, những cái thương hiệu nổi tiếng. Những chiếc máy mà bên mình tuyển rất là kỹ trước khi giới thiệu đến khách hàng. Nên là anh em nếu có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé. Bên mình các bạn sale sẽ tư vấn cho các bạn một cách chính xác nhất. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm. Cảm ơn khách hàng ở Vĩnh Long đã ủng hộ Điện Máy Vĩnh Sơn. Nếu anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với Điện Máy Vĩnh Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Rồi cảm ơn, xin chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.